Thưa quý vị và các bạn, sau 3 ngày công ty nước sạch Phú Tiên ngừng cung cấp nước sạch cho các khách hàng thuộc 5 xã trên địa bàn huyện Tiên Lữ và Phù Cừ, chính quyền và người dân hai xã Cương Chính và Minh Phượng đã chủ động thực hiện tiết kiệm nước. Ngày thứ 3, gia đình chị Nguyễn Thị Bích ở thôn Bái Khê, xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ đã áp dụng biện pháp sử dụng nước tiết kiệm triệt để. Một lượng nước phải sử dụng từ 2 đến 3 lần như thế này. Nước sạch vào gạo, rồi để rửa rau và cuối cùng là dùng để xả bồn cầu. Nhà máy nước thì vì đóng cửa không thể có nước cho người dân như chúng tôi dùng được thì chúng tôi dùng nước hết sức là tiết kiệm. Còn nước sinh hoạt thì chúng tôi dùng dè dặt, nếu mà hết nước thì chúng tôi phải đi xin những người có giếng xung quanh. Tương tự gia đình anh Chiến, hiện có 3 người ở nhà thường xuyên là hai vợ chồng và cậu con trai út đang học lớp 12. Gia đình cũng còn chút ít nước trên tép 1.500 lít ở tầng 3, chỉ sử dụng để tắm vì sẽ hết bất cứ lúc nào. Nước ở đây được thống nhất không được xả bồn cầu. Cái nước mà để rửa bát ấy xong thì phải tiết kiệm vào đổ vào cái thùng, xong bắt đầu xách vào trong nhà vệ sinh để đổ dần. Chứ cũng không có đâu mà đổ nhiều vào. Còn cái nước ở trên téc thì nhà tôi phải để dành để tắm, rất tiết kiệm chứ không thể làm như mọi lần có nước được. Vì thiếu nước thì các anh biết rồi, nó dẫn đến rất nhiều các cái việc. Có thể là từ những cái bệnh ngoài da hay những cái này cái kia cũng đều do thiếu nước mà ra cả. Là mong muốn làm sao công ty cấp thoát nước có thể là khắc phục sớm nhất để cho bà con đỡ phải coi như là thiếu nước. Việc nhà máy sản xuất nước sạch bị ngập sâu trong nước do nằm ngoài đê sông Luộc khiến cho việc cấp nước phải dừng hoạt động. Xã Cương Chính đã hướng dẫn người dân chủ động tiết kiệm nước và trữ nước mưa. Xã Cương Chính cũng đã chỉ đạo các y tế thì đến tận người dân thì khuyến cáo khi sử dụng nước thì phải đun sôi, kích hoạt lại tất cả các hệ thống nước dùng ngày xưa đã chia cho nhau để khắc phục cái tình trạng đang thiếu nước. Theo đó đã tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cho người dân đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, ăn chín uống sôi khi nguồn nước sạch khan hiếm.